vào đầu nhưng mà bắn cực kỳ là chuẩn luôn các bạn nhá. Bắn viên nào trúng viên đấy. Đấy. Gớm thật. Cái độ khoảng mất 300 rỡ. Bạn muốn idol nào? Đi thi đấu chuyên nghiệp thế giới. Và hiện tại mình đang một thử thách siêu siêu khó dành cho các bạn đây. Nếu như mà trong vòng 3 giây bạn nào có thể ấn được nút like và nút đăng ký bằng cái môi ấy, thì mình sẽ có một món quà siêu bất ngờ dành cho các bạn luôn. 3, 2, 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem luôn nào. Ở vị trí đầu tiên mình muốn nhắc đến là cái tên C4 Gaming. Với những anh em đam mê xem highlight bắn full đỏ thì không còn lạ gì với cái tên C4 nữa rồi đúng không nào. Ngoài bắn hay ra thì tốc độ đặt keo và cách xử lý cực kỳ là nhạy bén. Nhưng có một ưu điểm là C4 chỉ bắn trên iPad. Còn nếu bắn và luyện tập trên điện thoại thì liệu C4 có bắn đỉnh như vậy được không? Ở vị trí top 2 không ai khác ngoài Bác Gấu Gaming. Đây là một trong những lão tướng của game Free Fire. Ngoài tấu hài ra thì kỹ năng bắn của Bác Gấu thì đỉnh khỏi phải nói. Đặc biệt khi có shotgun trên tay thì bác tự tin sấy bay cả map. Và Bác Gấu còn có những tư duy chiến thuật bắn cực kỳ là đẳng cấp. Khi 5 lần 7 lượt dẫn đội tuyển lấy top 1. Ở vị trí top 3 mang tên Đức Mõm Dubai. Cái tên Đức Mõm không còn xa lạ gì với anh em chơi game nữa. Và đây cũng là cái tên từng bón hành cho đội tuyển Thái Lan. Bạn nữ phải bật khóc khi gặp kẻ phản diện Free Fire. Cái gì đây? Hôm nay đi bảo vệ đồng đội à? Để xem bảo vệ thế nào. Trời ạ, bảo vệ kiểu lay có mà toang hơn nhà người ta không chứ. Chắc là cảm động lắm đây. Dựng keo nó này còn keo siêu bền nữa chứ. Rồi, bạn nữ đang gào thét trong vô vọng rồi các bạn ạ. Còn ném còn lựu băng vào thế kia làm sao mà chịu được. Rồi, bạn nữ bắt đầu khóc rồi các bạn ơi, bắt đầu khóc rồi. Keo này không thể nào phá được, keo này là keo siêu bền mà. Mất thiệt đạn xả hết nguyên vài băng đạn mà vẫn không phá được keo, tội nhỏ ghê á. Khóc rồi bạn ạ, ui giời ơi, làm cho con nhỏ người ta khóc thế kia đến chịu ông luôn ấy, đúng kẻ phản diện Free Fire ở đây chứ đâu. Thử thách dừng bộ thích khách Kim Long, một trong những thử thách cực kỳ là khó dành cho các bạn đây. Nếu bạn nào mà dừng được thì comment ID xuống dưới mình sẽ tặng 210 kim cương. Và hiện tại nút like và đăng ký của mình bị khóa mẹ nó rồi. Bạn nào mà ấn được trong 3 giây thì mình sẽ tặng các bạn một phần quà. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn đã like và đăng ký. Bây giờ chúng ta cùng xem thôi nào.